Ủa cái luôn. Đi bắn cho hết luôn. Còn máy. Trên máy mới được. Còn em ba em lấy đâu chuyện sinh tử mà. Tốt đơn như vậy, để em tạo cho. Game over. Nè phòng 27 nè. Mình xem bù mốt. Co đi bác. Ok, một con thôi, tầm này không, phần này không, không, không một con mới lạ. Con này đi. Sẵn sàng đây. Đỏ trước, có đỏ trước. Nói quá ngon quá. Ngon ngon từ quá. Sức khỏe nó đang co rồi mà nó do rồi. Khiên 3D. Bỏ úp. Nào. Ui. Chí mạ. Mẹ. Ác vế. Tỷ lệ ngon đấy. Tỷ lệ 3D đâu có cái gì đâu. Bao nhiêu tỷ lệ bác? 3D 3D. Bao nhiêu tỷ lệ bác? Tỷ lệ của tôi bây giờ là 34.5%. Bát tư ngon đấy. Bãi cả ngon. Bãi cả ngon. Đấy, mới chỉ có 31 thôi bác. Ba tư tư ba mình có thể nghỉ tay xíu được không? Không em bác ạ. Giờ gì nữa nghỉ tay làm gì? Đúng rồi nghỉ tay à? Sao vòng hướng đông giọng nhờ không được nha. À, ai giống như tâm thư ấy. Ứng nữ thư á. Học qua, học qua. Đa kìa kìa. Kìa, anh có 100 kìa. Thì có bức chân lại nên ra cùng lần kìa. Đó hồi. Thunder God. Thunder God. Ngon chưa? Anh tích nhận 100 kìa. Ê, mua. Không có đâu con sói. Ngừng lại kìa, cậu gì kìa. Con sói này. Để flash vô cái tiết của strike, strike. Cái này đi. Nó vô. Ăn cái vô bữa đó nha, mình đừng có chạy. Chừng hơi lắm. Em cứ em sẽ nào phải nó đủ nghe, đủ nè. Em ra được cái đừng có nhảy, giảm tốc độ giật thấp xuống chút nữa, tốc độ ngắm xuống chút, giảm tốc độ ngắm thấp xuống chút. Độ ngắm mà. Độ ngắm, độ ngắm. Độ ngắm độ gì nhỉ? Độ ngắm. Bắn xe nếp tốc độ ngắm cao quá sao quái được. Hôm nay mình sẽ giảm tốc độ ngóng xuống. Mọi người hãy cùng xem nhé. Độ ngóng mà. Ủa tao coi, trời
Thank you.